Đang khui showbiz hé lộ mức cát xe hú hồn mà Dương Lâm nhận được từ Trấn Thành là 100 triệu đồng, chỉ đủ mua quần áo. Với anh Thành thì giờ sao mà lấy tiền được, nhưng mà sau khi mà phim xong thì hình như được 100 triệu, mà 100 triệu quần áo đầu tóc nó cũng không có vô đâu, nhưng mà được cái là cái sản phẩm ra rần rần. Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ về vai diễn đóng YouTuber trong phim điện ảnh của đàn anh. Theo đó, anh gật đầu đồng ý vai diễn này với mức cát xê 100 triệu đồng. Được biết, ông xã Quỳnh Quỳnh là một trong những diễn viên hài được khán giả yêu thích. Anh được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, duyên dáng và khả năng diễn xuất linh hoạt. Năm 2023 đánh dấu cột mốc khi anh lấn sân sàn lĩnh vực điện ảnh và thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cụ thể, anh đã có những chia sẻ về vai phụ trong tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành. Trong bộ phim, Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vai diễn là một YouTuber. Anh cho biết vai diễn này giống với tính cách của mình ở ngoài đời, từ cách nói chuyện cho đến hành động. Nam diễn viên hài chia sẻ bản thân cũng nhận được nhiều lời mời đóng vai tương tự nhưng không nhận. Tuy nhiên, khi nhận được lời đề xuất của Trấn Thành góp mặt vào bộ phim, ông xã Quỳnh Quỳnh đã đồng ý ngay vì tin tưởng đàn anh. Thậm chí anh cảm thấy áp lực khi làm việc với A Xin. Nam diễn viên chia sẻ rất vui và phấn khởi khi nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả. Ông xã Quỳnh Quỳnh cho rằng mục đích của mình là có thể thay đổi liên tục, chứ ai muốn mình một màu hoài. Nhưng mà đôi khi mình phải thay đổi mình, và anh nghĩ đây là một bước khác của anh để cho khán giả thấy đây là một Lê Dương Bảo Lâm khác. Chưa kể khi chia sẻ với phóng viên về số tiền kiếm được khi đóng phim cho Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm cho biết bản thân ban đầu không biết tính toán như thế nào, với A Xin không biết báo giá bao nhiêu cho đủ vì quan trọng là tình anh em. Ngày nào cả hai cũng gặp nhau, trả lời với công ty quản lý của Trấn Thành. Thậm chí ông xã Quỳnh Quỳnh cũng không quá bận tâm về tiền bạc khi đóng phim cho đàn anh. Sau khi phim ra mang về nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé, Lê Dương Bảo Lâm cho biết mình được phía công ty Trấn Thành trả cát xê 100 triệu đồng. Dù con số có phần lớn, thế nhưng nếu so với tổng thể tiền quần áo, đầu tóc, trang điểm vân vân cũng không thấm vào đâu. Được cái sản phẩm ra rần rần, nam diễn viên có thể xin vía để nổi tiếng thêm. Được biết Lê Dương Bảo Lâm là một trong những sao Việt có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành, chính vì vậy anh thường có mặt trong những cuộc vui của người bạn. Vào dịp sinh nhật ông xã Harry Won, nam danh hài đã cùng Khả Như chi mạnh tay để mua đồ hiệu làm quà tặng. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ hành trình cùng Khả Như vào cửa hàng xa xỉ mua quà tặng sinh nhật cho Trấn Thành. Nam diễn viên cho biết mặc dù đặt chân vào nơi đắt đỏ nhưng lại không vì mua sắm cho riêng bản thân. Anh hài hước hỏi nhân viên liệu có món đồ nào giá chỉ vài trăm ngàn khiến Khả Như cũng bất lực. Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cho biết vì Trấn Thành đã quá đầy đủ nên không biết phải tặng thêm gì. Nữ diễn viên nói hai chị em đã góp hết tiền dành dụm trong năm rồi, làm quần quật và Tết không nghỉ để có số tiền mua quà nhỏ nhỏ cho anh Thành. Sau khi xem nhiều chiếc túi, Lê Dương Bảo Lâm và người chị Khả Như chọn túi Gucci giá hơn 34 triệu đồng. Hai diễn viên còn hỏi người bán liệu có thể xin túi giấy để bỏ những thứ khác vào và sẽ không ai phát hiện để tiết kiệm tiền. Người hâm mộ còn được fan cười bò khi chứng kiến màn tặng quà hết sức cồng kềnh của Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như dành cho A Xin. Cụ thể khi Trấn Thành khui quà mừng sinh nhật của cô em thân thiết, anh đã tấm tắc khen chiếc túi rất đẹp và anh rất ưng. Được biết Lê Dương Bảo Lâm là cái tên ăn khách nổi bật trong làng giải trí Việt. Để có được vị trí vững chắc này, Lee Minho Đồng Nai đã có giai đoạn khó khăn khi mới bước chân vào nghệ thuật. Sau này Lê Dương Bảo Lâm cũng đã thành công từng bước trên con đường trở thành nghệ sĩ. Anh thực hiện hóa ước mơ thành sinh viên trường sân khấu điện ảnh và tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực này. Giờ đây anh được nhiều đồng nghiệp trêu đùa là đại gia Đồng Nai khi sở hữu nhiều đất đai và nhà cửa. Không chỉ thế, Lê Dương Bảo Lâm còn liên tục tậu xe hộp để phục vụ việc di chuyển khi đi diễn. Sau nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực nghệ thuật, nam diễn viên được xem là có chỗ đứng trong lòng khán giả. Suốt nhiều năm, anh không ngừng cố gắng làm việc, gặp không biết bao khó khăn nhưng sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.